Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đây là thông tin từ các địa phương trong ngày đầu tuần. Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Thành ủy Bà Rịa tổng kết 10 năm phong trào thi đua dân vận khéo. Huyện Châu Đức tập trung xử lý 6 điểm đen về môi trường. Huyện Long Điền tăng cường các giải pháp kiểm soát môi trường trong ngành chế biến hải sản. Chương trình Hòa nhịp phát triển mở đầu với phần thông tin địa phương. Hôm nay những thông tin đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, họp bàn kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 20 năm ngày dân vận của cả nước và 70 năm bài báo dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai cá nhân của thành phố Bà Rịa đã vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng, 12 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo 2009-2019. Đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa khen thưởng. 10 năm qua, thành phố Bà Rịa đã xây dựng được 840 mô hình điển hình dân vận khéo, trong đó có nhiều mô hình hay sáng tạo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nổi bật nhất là vận động người dân tự nguyện hiến đất mở đường, bê tông hóa các tuyến hẻm, xây dựng đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera giám sát an ninh, tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình đã huy động được sức dân và nguồn lực xã hội cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng thành phố Bà Rịa văn hóa. Đảng ủy xã Hòa Long vừa tổ chức hội thi tiếng hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2019. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị văn hóa sâu rộng, là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã. Tham gia hội thi tiếng hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2019 do Đảng bộ xã Hòa Long tổ chức, có 12 đơn vị là 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Mỗi đơn vị thi diễn hai tiết mục văn nghệ với nội dung ngợi ca công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu. Đến với hội thi, nhiều đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, có sự đầu tư về trang phục, đạo cụ, chọn bài hát phù hợp, góp phần làm tăng hiệu quả nghệ thuật cho các tiết mục. Kết quả, đơn vị trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh đạt giải nhất, trường tiểu học Hòa Long và trường trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đăng đạt giải nhì và ba. Giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Huỳnh Quang Vinh, đơn vị ấp Đông với tiết mục Nhật lệnh gọi bình minh. Thành phố Bà Rịa hiện có gần 900 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực may mặc, chế biến gỗ, xây dựng, kinh doanh xe ô tô, sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ nông nghiệp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp trẻ, thời gian qua, thành phố Bà Rịa đã triển khai nhiều chương trình như tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với doanh nghiệp, triển khai các chương trình hỗ trợ khuyến công của tỉnh, quảng bá sản phẩm các doanh nghiệp, hỗ trợ dây vốn sản xuất kinh doanh. Đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương, các doanh nghiệp tại thành phố Bà Rịa đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và tích cực chung sức cùng thành phố thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa cũng có nhiều hoạt động như thành lập câu lạc bộ cà phê khởi nghiệp, qua đó kết nối kinh doanh thành công với khoảng hơn 2.000 cơ hội, tạo doanh thu khoảng 30 tỷ đồng, tổ chức các buổi kết nối giao thương với doanh nghiệp ngoài tỉnh, giúp doanh nghiệp trẻ quảng bá sản phẩm, tổ chức chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức cho các doanh nhân trẻ tham quan học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn. Hội Doanh nhân trẻ còn kết nối các doanh nghiệp tham gia hoạt động từ thiện xã hội với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao cho học sinh, trường tiểu học Lý Tự Trọng tại phường 8 thành phố Vũng Tàu tổ chức hội khỏe phụ đổng năm học 2019-2020. Tham gia hội khỏe hơn 200 vận động viên là học sinh của trường tranh tài ở 8 nội dung thi đấu gồm kéo co, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, cầu lông, bơi lội. Hội khỏe phụ đổng là hoạt động nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh đó, hội khỏe giúp trường phát hiện những học sinh có năng khiếu và tài năng thể thao để rèn luyện, bồi dưỡng, tham gia hội khỏe phụ đổng cấp thành phố, cấp tỉnh trong thời gian tới.
Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu phối hợp với Chi hội Phụ nữ khu phố 4 phường Rạch Chừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên học giỏi, trao 3 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, dị tật bẩm sinh và suy dinh dưỡng trị giá 500.000 đồng một suất và trao 5 suất quà cho phụ nữ nghèo khó khăn trị giá 300.000 đồng một suất. Trong năm 2019, Chi hội Phụ nữ khu phố 4 phường Rạch Dừa tích cực vận động hội viên tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị Giang Minh và xây dựng gia đình 503 sạch. Tính chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho 96 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, sinh viên có nhu cầu vay vốn, vay số tiền gần 3 tỷ đồng. Chi hội Phụ nữ khu phố 1 phường Thắng Lợi cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, những năm qua, Chi hội Phụ nữ khu phố 1 đã vận động hội viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, duy trì các mô hình tổ tiết kiệm, tổ góp vốn xây dòng. 9 tháng đầu năm nay, hội đã vận động được gần 30 triệu đồng để tặng quà Tết cho các hộ nghèo và hỗ trợ cho hai hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho hội viên và con hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang thông tin ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, 6 điểm đen về môi trường trên địa bàn huyện Châu Đức sẽ được tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2019. Đây là mục tiêu đề ra tại kế hoạch số 5225/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Đó là các điểm tập kết rác tại xã Nghĩa Thành, khu vực mua bán phế liệu tại thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, ô nhiễm môi trường từ hoạt động kinh doanh của Trung tâm Thương mại Kim Long, bãi trung chuyển rác ở ấp Đức Trung, xã Bình Ba, ô nhiễm rác thải tại cầu Cù Bị và bãi trung chuyển rác thôn Diệt Cường, xã Cù Bị. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã yêu cầu các phòng ban, các xã thị trấn nhanh chóng thực hiện giải pháp xử lý 6 điểm đen về môi trường đã được huyện xác định. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đôn đốc thực hiện kế hoạch xử lý các điểm đen về môi trường của các xã, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh và các trang trại chăn nuôi để xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm nếu có. Ủy ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu các xã thị trấn thành lập kiện toàn tổ tự quản về bảo vệ môi trường để tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. 10 năm qua, nhà xã hội Long Hải tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ ngôi nhà này, các em nhỏ được học văn hóa, được tư vấn hướng nghiệp và rèn luyện những kỹ năng nghề. Qua đó có cơ hội hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm, phụ giúp gia đình hay nuôi sống bản thân. Nhà xã hội Long Hải trước đây là trung tâm bảo trợ trẻ em Long Hải, được thành lập vào cuối năm 2008. Đây là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà xã hội Long Hải được xây dựng và duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ của tổ chức APER, tổ chức tập hợp những tấm lòng từ thiện ở Pháp. Giai đoạn đầu hoạt động, nhà xã hội Long Hải có 5 lớp học văn hóa, từ lớp 1 đến lớp 5 theo hình thức bán trú. Đến năm 2012, nhà xã hội Long Hải mở thêm 3 lớp dạy nghề, sửa xe, cắt, uốn tóc, may và lớp học dành cho trẻ khuyết tật. Không chỉ được học văn hóa, học nghề miễn phí, ở lại nhà xã hội, các em nhỏ còn được chăm sóc, ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe, thường xuyên được tặng quà vào các dịp lễ Tết. Từ năm 2008 đến nay, nhà xã hội Long Hải đã tiếp nhận chăm sóc hơn 1.200 lượt trẻ em. Có sự nâng đỡ hỗ trợ, nhiều trẻ em đã trưởng thành, có công ăn việc làm, qua đó tạo dựng cuộc sống ổn định. Thời gian qua, nghề lưới rê là mô hình đánh bắt hải sản được một số địa phương ven biển, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu ưu tiên phát triển. Với ưu điểm như thời gian đi biển ngắn, nhu cầu lao động ít, hiệu quả khai thác cao, nghề lưới rê đã giúp nhiều ngư dân tăng thu nhập. Huyện Long Điền là địa phương có nhiều tàu cá đánh bắt bằng nghề lưới rê, đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trong số gần 1.360 tàu đánh bắt xa bờ tại huyện Long Điền có hơn 20% tàu hành nghề lưới vây, lưới rê. Các ngành nghề này có nhiều ưu điểm như thời gian đi biển ngắn, nhu cầu lao động ít, sản phẩm mang tính chọn lọc có chất lượng, đặc biệt là sản lượng khai thác khá cao, từ 13 đến 17 tấn một chuyến. Nhờ đó, doanh thu mỗi tháng của tàu đạt khoảng 270 đến 290 triệu đồng.
Sau khi trừ chi phí, chủ tàu có thể lãi hơn 150 triệu đồng một tháng, còn thu nhập bình quân của mỗi lao động từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Nghề lưới rê không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho chủ tàu và thuyền viên, mà việc khai thác hải sản bằng các hình thức này cũng ít ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi hải sản. Đây được coi là hướng đi mới mang tính bền vững cho ngành khai thác hải sản. Thưa quý vị, Long Điền là địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất tỉnh với trên 1.800 chiếc. Đây cũng là địa phương có sản lượng khai thác thủy hải sản lớn nhất tỉnh, chiếm tỷ lệ gần 60% sản lượng toàn tỉnh. Ngành thủy sản đã gắn bó với người dân Long Điền suốt bao đời nay và cũng mang lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, hoạt động của ngành thủy sản cũng đặt ra những thách thức về môi trường, tạo áp lực lớn trong việc xây dựng huyện nông thôn mới. Để hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020, cũng như đảm bảo cho ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương phát triển bền vững, huyện Long Điền đã và đang tăng cường các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động chế biến hải sản. Thực hiện quyết định số 491 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, huyện Long Điền đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hướng đến việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Với tiêu chí về môi trường, ngoài việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, vận động người dân phân loại rác thải, đẩy rác đúng nơi quy định, xử lý các khu vực có rác sinh hoạt tự phát, tồn động, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền còn tích cực triển khai các giải pháp quản lý, kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở chế biến hải sản. Các giải pháp được Ủy ban Nhân dân huyện chú trọng là phối hợp các ngành chức năng của tỉnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng cơ sở chế biến hải sản. Yêu cầu tất cả các cơ sở ký cam kết đảm bảo tất cả các chất thải phát sinh được thu gom xử lý theo quy định. Chúng tôi xây toàn bộ hầm rút ở dưới, hầm hút toàn bộ lòng này rồi nó đầy chúng tôi hút, nói chung khắc phục mình hút đi thôi. Trước khi xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Long Điền có 104 cơ sở chế biến hải sản, tập trung tại các xã thị trấn ven biển. Các cơ sở chế biến thủy sản chủ yếu hình thành từ trước năm 1993 đến nay, có quy mô nhỏ lẻ do hộ gia đình cá nhân làm chủ, nên hầu hết không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường. Một số ít cơ sở có đầu tư công trình xử lý chất thải nhưng vận hành không đầy đủ, xả thải chưa qua xử lý nên gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, sau khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tiêu chí về môi trường, nên hoạt động chế biến hải sản đã được quản lý, kiểm soát tương đối tốt. Hiện nay, hầu hết các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Long Điền đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định và có ý thức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Địa phương sẽ tiếp tục là hậu kiểm tra và đề xuất phòng tài nguyên môi trường là cơ quan thường trực về tham mưu trong vấn đề lĩnh vực môi trường để sẽ hậu kiểm tra và có biện pháp chế tài trong thời gian tới. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cảng cá, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cũng đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung tại hai cảng cá Phước Tân và Phước Hiệp. Xã hội hóa đầu tư cảng cá, từ năm 2015, cảng dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái do Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái làm chủ đầu tư đi vào vận hành tại cảng cá Lò Vôi, xã Phước Hưng, đã xóa hẳn tình trạng nhếch nhác của cảng cá Mú và cảng Lò Vôi 20 năm trước. Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung ở đây được đầu tư hàng tỷ đồng với công suất 70 mét khối một ngày đêm, đã thu gom xử lý triệt để toàn bộ nước thải từ cảng cá và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Về vấn đề sơ chế cá, nước xử lý là gom vào bể để xử lý, đảm bảo bên nước xử lý cái bể của công ty thì là đạt tiêu chuẩn loại B. Sau khi xử lý xong thì mới thoát nước ra ngoài sông. Đến nay đã có 70% cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Long Điền đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đều được giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời. 100% cảng cá đã đầu tư và vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải. Song song đó, huyện cũng đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cụm chế biến thủy sản tập trung tại xã An Ngãi để di dời các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện về một mối, từ đó quản lý giám sát chặt chẽ hơn. Huyện cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải tại khu vực ao Hải Hà và khu vực cầu Trắng nhằm đạt tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới. Với những nỗ lực trên, hiện môi trường sống ở khu vực nông thôn huyện Long Điền đã có những chuyển biến tích cực,
không chỉ góp phần giúp huyện hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, có nhiều tên người đã được dùng để đặt tên cho các vùng đất. Điều này để nhằm ghi nhớ công ơn của những người đã có công khai phá, lập làng, lập ấp. Bà Rịa là một trong những nhân vật như thế. Tương truyền, Bà Rịa là người có công lớn trong quá trình khai phá vùng đất Bà Rịa Long Điền thời Chúa Nguyễn. Mộ và miếu thờ Bà Rịa đã được dân làng lập và thờ tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Địa danh này đã và đang trở thành điểm du lịch tâm linh, thu hút rất nhiều du khách khi đến Bà Rịa Vũng Tàu. Câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị về địa danh này. Theo lời truyền ngôn và một ít tư liệu còn sót lại, thì Bà Rịa là dân gốc Phú Yên. Năm 15 tuổi, tức năm 1680, bà theo cha và đoàn lưu dân vào khai khẩn vùng Đồng Xoài, tức xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa ngày nay. Sau đó mở rộng về vùng Gò Xoài, Phước Liễu, nay là xã Tam Phước và An Nhất, huyện Long Điền, cho đến tận láng dài Xuyên Mộc. Đặc biệt, vào năm Mậu Dần 1688, bà đã huy động và chỉ huy dân chúng trong vùng sửa chữa cầu cống, đường xá bị hư hại nặng sau trận bão lụt, giúp cho quân của thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sứ mệnh dựng dinh trấn biên. Vì công lao đó, bà được chúa Nguyễn Phúc Chu giai đoạn 1691-1752 phong tước hàm nghè và sắc phong cho mang họ chúa. Từ đó về sau, bà được gọi là Nguyễn Thị Rịa. Bà Nguyễn Thị Rịa sống trải qua năm đời chúa Nguyễn và mất năm 1759, hưởng thọ 94 tuổi. Vì bà sống độc thân, không chồng, không con, nên sau khi bà mất, 300 mẫu ruộng do bà khẩn hoang được sung công điền và chia cho người nghèo. Nhớ công ơn bà, nhân dân lập mộ bia khắc dòng chữ Nguyễn Thị Rịa Tiên Nương, dựng miếu thờ ở xã Tam An, huyện Long Đất, nay là xã Tam Phước, huyện Long Điền. Tại mình hồi đó mình nghe kể là hồi xưa mình cũng không biết có cái mã nằm đây nè. Cái mã này hồi xưa nó có hư hết rồi, người ta mới là xây chính cố, người ta mới là sửa sang lại cái chính cố đó. Mới xây lại cái này, hồi đó cái mộ nó nằm trong cái thờ, trong cái trụ đó là mới sau này mới làm được, mới tin ra đây. Thì nói chung là cái điểm này để tưởng nhớ lại cái công của bà khai phá ở đây thì mới lập lên cái đền để thờ bà, thì mình cũng nghĩ là nghĩ đến cái công ơn của bà ngày xưa đã có công khai phá, thì bây giờ mình nghĩ như là mình ở đây để mình cái phụng hương cho bà, rồi mình dọn dẹp để mình gìn giữ cái chỗ này để cho cái người khách, người dân người ta có cái quan tâm đến, rồi đến thì đốt nhang để với bà. Mộ bà Rịa nay đã được chính quyền và nhân dân địa phương trùng tu khang trang, sạch đẹp, là nơi đến của nhiều khách thập phương mỗi khi đến Bà Rịa Vũng Tàu tham quan du lịch. Cây cầu Bà Nhè nối Tam Phước và An Nhất, huyện Long Điền, nơi Bà Rịa khai hoang 300 mẫu ruộng vẫn còn. Ngày giỗ bà Nguyễn Thị Rịa là ngày 20 tháng 2 âm lịch, cũng lúc 12 giờ, vẫn là một phong tục đẹp mà nhân dân địa phương tiến hành hàng năm để tưởng nhớ và giáo dục cho thế hệ mai sau về công lao của bà với vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu xưa. Chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây tạm dừng. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin 14h50, 18h, 18h30 và 21h50. Rất mong sẽ đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng.